Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Này thì quay trở lại làm về con game Sigbo. Thì clip này với số vốn là 10M nha anh em. Mình mang vào phòng này là 10M. Thì để hướng dẫn anh em mà cách ra độc cầu và vốn nhỏ nha. Ok, 10M thì đi 50k đây đầu này. Phòng này thì đi hai cái chẵn rồi thì mình đi chẵn luôn anh em. Đấy, 10M thì mình chỉ đi 50k thôi. Chơi vốn nhỏ mà anh em, hướng dẫn anh em vốn nhỏ chơi đây. Ok, húp tay đầu nhá. Đây là phần 1 anh em ạ. Dẫn anh em đọc cầu và vốn nhỏ phần 1 anh em nhé. Rồi ok. Anh em ăn thì anh em vẫn đặt 50k cái chẵn tiếp cho mình. Đây, anh em bật cái cầu này lên soi này. Thấy gì chưa? Ba chẵn thấy không? Vẫn là chẵn thì vẫn tiếp tục đi chẵn nha. Khi nào nó đổi cầu thì hẳn gấp thêm lên. Ok, bây giờ sang lẻ này. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi 100k sang cứ lẻ nha. Đấy. 100k nha anh em ơi. Lẽ rồi, ok, gấp thép qua thôi. Đấy. Mấy cái cách đánh nó chỉ đơn giản lại còn mấy cái như này thôi anh em. Rất là đơn giản luôn. Rồi, ok, húp này. Đấy, khá là ngon anh em nha. 100k cứ lẻ. Khá phê luôn. Rồi, tiếp tục. Khi mà ăn rồi thì anh em quay trở lại giúp mình 50k nha. Đây, vẫn là hai cầu lẻ đúng không? Ok, vẫn tiếp tục đi cứ lẻ thôi. Và lần này sẽ đi 50k, không gấp thép nữa. Đây là cái cách thuật toán mà chơi super vốn nhỏ cho anh em nha. Ok, chẳng chẵn đây này, anh em biết cần làm gì rồi đúng không? Gấp đôi qua chẵn thôi, đây, vậy thôi. Không có gì khó cả. Ok, 100k cứ chẵn nha. Đấy, vậy thôi anh em ơi. Nó rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ không được thì 200 lên 200 đó. Bây giờ gấp thêm đến tay thứ ba, anh em thấy tiền bắt đầu lớn rồi đúng không? Không, bây giờ mới là cái ưu điểm khi mà anh em chơi cái vốn ban đầu là chỉ có 50k thôi, cực kỳ nhỏ luôn. Đây là cái ưu điểm đó mọi người. Rồi 400 cứ chẵn nha. Cái này phải lên 4 à. Lên 4 hơi mệt đó nha. Rồi 400 dẫn nha anh em. Đó. Cái lợi khi mà mình thay đầu mình đi vốn rất là thấp luôn, đi 50k rồi. Chẳng. Rồi ok, húp lên. Húp luôn anh em. Đó, đơn giản chưa? Đấy. Khá là phê luôn. Ok, bây giờ quay trở lại 50k này anh em. Vô lại cứ chặn tiếp. Cầu thì một một thì đương nhiên là cỡ như là 4 5 tay là nhả rồi, cao lắm là 6 tay thôi. Không lên nổi nữa đâu, cứ thoải mái mà đánh anh em nhé. Rồi, quả này qua lẻ rồi anh em. Ok. Ok anh em ơi, chơi 100k qua cứ lẻ đi. Đó, anh em xem video thấy hay cho mình một like nha. Rồi, quả này đi 200 cứ chẵn rồi. Ok, không sao nha, 200 chẵn luôn. Bonus thêm 50k luôn anh em. Quả này phải ra thôi mọi người. Rồi, đó, húp húp đậm luôn. Húp vội luôn. Khá là đơn giản anh em. Ok chưa? Thì số vốn ban đầu phòng băng vào phòng là bao nhiêu anh em nhỉ? 10M đúng không? Giờ tổng kết xem là bao nhiêu nhá. Đấy. 2 lít nhá, 2 lít 26k. Đấy, khá đơn giản. Ok, thì mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn anh em ở các video lần sau nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.